Hello, nhà cầu vồng xin chào các bạn. Hôm nay ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Các bạn cũng bước vào kỳ nghỉ hè rồi đúng không? Thì ở cửa hàng nhà cầu vồng của mình là người Gò Công, mình cũng cảm thấy nó buồn quá. Thiếu các bạn tới chơi, vui chơi cũng cảm thấy hơi hơi buồn buồn. Thì do đó mình sẽ hôm nay mình tổ chức một cái trò chơi mình gọi là vui để học. Thì cái trò chơi này để làm gì? Thì để thứ nhất là đem lại cái niềm vui cho các bạn, thứ hai là đem lại một đôi nhiều một cái gì đó kiến thức ha, mình sẽ hỏi những câu hỏi các bạn sẽ trả lời đó, và thứ ba là khi các bạn trả lời đúng thì các bạn sẽ có quà rồi, có quà nhé. Mình sẽ tổ chức vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, bằng cách là mình sẽ live stream trực tiếp trên Facebook nhà cầu vồng lúc 7 giờ tối nha. Thì bạn nào sẽ comment đầu tiên đúng câu hỏi mình sẽ giành quyền ưu tiên để trả lời câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi số 2 trở đi mình sẽ có quà. Thì những quà mình sẽ tương ứng từ 5.000, 10.000 và giá trị nhất là 100.000. 100.000 nha. 100.000, nên các bạn cứ vui vẻ tham gia. Đâu có mất cái gì đâu mà có thêm nữa, thêm niềm vui, thêm kiến thức và thêm những món quà. Phải không? Đó, thì khi mà các bạn được những phần quà, những số tiền đó các bạn muốn muốn lãnh, thì ở khu vực ở gần nhà cầu vồng ở thị trấn Giam Láng này, các bạn cứ tới đây các bạn nhận quà ha. Còn các bạn được mình sẽ chọn những món quà các bạn chọn, và những các bạn ở khu vực xa thì các bạn hãy nói mình muốn chọn cái món quà đấy. Ví dụ như bạn được phần thưởng là 100.000 đồng thì bạn muốn gì? Các bạn muốn con gấu bông đi, ví dụ gấu bông đó nhỏ thì 59.000, còn vừa vừa thì 79.000. Các bạn nói mình sẽ gửi hàng shipper, gửi hàng cho tiết kiệm gì cho các bạn ở xa, đồng ý không? Các bạn có thể hoặc là các bạn có thể mua kèm theo, ví dụ như cái con gấu bông lớn lớn đó là 195.000, các bạn được 100.000 thì các bạn chỉ bỏ 95.000 nữa thôi, các bạn sẽ được sở hữu một con gấu bông đó, ok không? Thì hy vọng cái trò chơi vui để học này lần đầu tiên tối nay 7 giờ tối nha, sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, được các bạn vui vẻ ủng hộ ha. Nếu các bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì các bạn tham gia với mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn đúng 7 giờ tối nay.